anh khôi xin mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay anh khôi xin được gửi tới quý vị chuyện ngắn mang tên nỗi đau mất con tác giả im mùi mời quý vị cùng đón nghe đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận ở phía dưới nhé mùa đông năm đó trời lạnh đến khắc nghiệt trẻ sơ sinh bị chết nhiều hơn các mùa đông trước ấy là chị nghe những người làm trong viện nói chồng chị theo nhân viên bệnh viện đi chôn cất năm đứa trẻ bị chết cùng ngày rồi đi dạy học thêm ra viện chị tự về nhà thấy chị về đến cổng mẹ chồng chốt cửa bên trong bà nhất định không cho cô con dâu đi đẻ về tay không vào nhà bà đổ diệt tại con dâu nên cháu của bà không được làm người cứ như thể tại chị nên thằng cháu thứ hai chết mà bà chưa kịp nhìn mặt cứ như thể tại chị mà thằng cháu đích tôn nhà bà bị liệt cứ như thể chính chị là người mang tai ương đến gia đình nhà chồng mày biến đi con đàn bà vô phúc hai lần sinh đẻ thì thằng què đứa chết đàn bà mà không biết đẻ thì đi chết đi từ bên trong cánh cửa gỗ kín bưng là những lời cay độc của mẹ chồng ném ra tội nghiệp chị người sản phụ vết mổ chưa khô vừa mới mất con phải tự lần mò về nhà từ bệnh viện chị phải đi bộ ra bờ hồ nhảy lên tàu điện quãng đường từ viện ra bến tàu điện rồi từ bến tàu điện về đến nhà tổng cộng cũng phải chục cây số đi bộ thời đó không có cách gì ngoài đi bộ xích lô cũng khó tìm trong túi chị không có nổi một hào thằng quang lúc đó hơn ba tuổi định mở chốt cửa cho mẹ nhưng bà nội ngăn lại thằng què liệu hồn lên giường ngay ngồi yên một chỗ có muốn ra đường cùng con mẹ vô phúc của mày cho chết rét không thì bảo, bà cho mày đi luôn. Mẹ chồng lớn tiếng chỉ chết chị chưa đủ, tiếng người bà quát mắng thằng cháu tật nguyền tội nghiệp bé tí chưa hiểu gì như xé khe cửa xiết vào lỗ nhĩ người sàn phụ non nớt, khuôn mặt bợt bạc vì mất máu, vì đói, vì khát, vì rét, vì đau đớn nỗi mất con, chị kiệt sức, bấu víu vào cái cột nhà bên ngoài hiên. Mệt lạ, ruột gan cồn cào cổ họng khát khô vét run cầm cập mồ hôi vã ra giữa tiết trời đông giá chị ngồi phệt xuống đất lưng tựa kết cột nhà nước mắt đầm đỉa ngóng ra cổng chị lả đi thiêm thiếp ngục trên bậc thềm chồng chị đi dậy thêm buổi tối nên tới khuya mới về nhà anh đỡ chị dậy dìu vào vừa thấy bóng con trai về bà mẹ từ trong nhà lớn tiếng kệ xác con mẹ nó đấy anh giáo đỡ ngang người vợ như tàu chuối non hơ qua lửa, gần như nhấc chị qua bậc cửa gỗ khá cao để vào nhà. Ba mẹ chồng vẫn tiếp tục quát to, bỏ ngay, bỏ nhanh, thiếu gì người mà tiếc con đàn bà đoảng vị ấy, biết ăn ngon mặc đẹp mà không biết đẻ. Hai đứa con thì đứa què, đứa vừa ra khỏi lỗ lở đã chết. Người sản phụ đang đau khổ đến tột cùng của mọi sự đau khổ khi thấy chồng về thì vỡ hòa tủi hận lần đầu tiên chị cãi hỗn mẹ chồng tôi làm dâu nhà bà thật phí cả đời người chồng luôn sợ mẹ và bênh mẹ mỗi khi mẹ chồng con dâu xảy chuyện bất hòa quát cô câm cái mồm đi cho yên nhà yên cửa con tim tổn thương trong chị người vợ trẻ vừa rời bàn mổ đẻ mất con hết chịu nổi tức nước thì bờ vỡ không kiềm chế được chị văng lời khiếm nhã tục tĩu chưa từng tao lấy mày thật phí cả cái lờ mắt nổ đom đóm, tai ù đặc, chị đổ vật ra giường, một cái tát như trời giáng của chồng làm màng nhĩ một bên tai chị bị vỡ, máu tươi dì giả chảy từ trong tai, toàn thân chị run bần bật như người mắc bệnh sốt rét lên cơn, không thể kìm cơn rét run, chị nằm dãy đành đạch trên giường, một cơn choáng tổng hợp mọi đớn đau, chị như hệt con cua bấy vừa lột xác, bà mẹ chồng ghẻ lạnh bảo con trai, thôi đưa nó vào bệnh viện đi. Để ở nhà nhớ nó chết ra đây thì rách chuyện, mang tiếng với làng nước. Mẹ không phải lo, kệ xác nó, con này thì trời đánh cũng không chết được đâu. Đồ con lừa cái. Cuối cùng thì những lời bạc bẽo từ miệng người chồng đã đẩy chị ra khỏi nhà. Chị đi và không quay lại. Chị không muốn nhìn mặt người chồng và người mẹ chồng cay nghiệt độc ác ấy thêm một lần nào. Một tháng sau, chị quay lại nhà chồng lấy nốt quần áo tư trang và đón theo thằng què thu xếp áo quần buộc sau chiếc xe đạp khung nam hiệu thống nhất ca tảng. Chị quay vào bế thằng Quang đặt lên cái ghế đan bằng mây được buộc chắc chắn trên khung xe. Trước khi nhảy lên xe chạy khỏi nơi đã để lại nhiều đớn đau cay cực cho đoạn đời làm dâu làm vợ, chị buông lại mấy câu mong trôi cục tức đang dành lên trong lồng ngực. Mẹ con các người cứ ôm nhau mà sống thật lâu vào. Tôi không thể chịu đựng được mẹ con các người nữa. Cút đi cho khuất mắt tao lời bà mẹ chồng vẫn nguyên màu cay nghiệt. Người chồng nhu nhược, luôn bênh mẹ đế thêm, cút xéo khỏi đây ngay. Chả đuổi thì tôi cũng đi, mẹ anh rồi sẽ chết, anh cũng sẽ chết. Hãy nhớ thằng què là đích tôn nhà này đấy, bao giờ các người chết hết thì nó sẽ quay về. Thêm bấy nhiêu chị đáp lại những người một thời chung mái nhà nhưng không chung vui buồn nhân thế. Thật vô phúc cho cuộc đời đàn bà như chị. Hai lần sinh con là hai lần chị xách túi quần áo đi đẻ một mình, xuất viện cũng một mình. Đẻ lần thứ hai, chị phải mổ và bị mất con. Giữa mùa đông, thằng bé xấu số vừa lọt lòng thì bị cảm lạnh. Sau 10 ngày nó mất, chị chưa được ôm con một lần nào. Nó chưa được ngửi mùi mẹ, không được ngửi mùi sữa mẹ một lần đã phải lìa đời. Nó vội vàng bỏ chị mà đi. Lần sinh đầu phải lấy con ra bằng phóc xếp. Đầu thằng bé bị móp cả hai phía do cái kìm sản khoa bằng inox kẹp vào. Lớn lên đầu nó vẫn không thể tròn. Một góc hộp sọ bị bẹp vĩnh viễn. Kết cục, thằng Quang bị liệt nửa người. Liệt nhẹ nhưng đủ để dễ dàng nhận ra thằng bé đi lập lãnh. Bước thấp bước cao. Mỗi khi bà nội nó lên cơn bực tức con dâu là đổ lên đầu thằng cháu. Gọi, thằng què. Bà cũng là dâu trưởng. Mất chồng từ khi còn trẻ rất trẻ chồng chị là con độc nhất, chồng chết bà trở nên lầm lì, ở vậy nuôi thằng con côi cút mất bố từ lúc ba tuổi. khi chị về làm dâu, tự nhiên bà nói nhiều, nhiều hơn cả khi còn trẻ. cái gì con dâu làm bà cũng không ưng, món gì con dâu nấu bà cũng chê. bà luôn kèn kẹt soi mói cự nữ con dâu. chị lặng thinh chịu đựng những bản tính cáu kỉnh, quát nạt, đôi khi quá vô lý của bà mẹ chồng cái lại bà sẽ là đổ dầu vào bếp lửa cơn thịnh nộ sẽ khủng khiếp mẹ chồng gọi chị là con khác máu tanh lòng chị một điều nhẫn nhịn hai điều nhẫn nhịn nhưng mẹ chồng như người ăn nhầm lá han ngứa cái cổ họng cơn bực tức như cơm bữa ngày nào không quát tháo trừ rủa con dâu thì bà ăn sẽ không ngon ngủ sẽ không yên mỗi khi lên cơn với con dâu bà chút lên con trai chút lên thằng cháu tật nguyền những người mà thường ngày bà rất yêu chiều bà gọi cháu, này thằng què, thằng què đâu rồi, nghe mãi cũng thành quen tai, đôi khi chị cũng gọi con là thằng què, bố nó cũng, ê, thằng què đâu rồi, cả nhà đều quên mất là gọi như thế, thằng bé sẽ đau, sẽ là nghiệt ngã với đứa trẻ không lành lặn, và rất đau lòng chị. Lần thứ hai chị sinh con nhưng hiếu sinh vô dưỡng. Tiếng khóc của đứa con mang nặng đẻ đau đủ 9 tháng 10 ngày chị cũng chỉ được nghe một lần duy nhất ngấm thuốc mê nên mặt con chị không thể nhìn. Chị lịm đi cùng với tiếng reo khẽ, con trai của cô y tá phòng mổ. Tỉnh dậy, chỉ một mình chị trên chiếc giường bệnh viện lạnh buốt thấu ruột. Chị uể oải cựa mình, hé mắt nhìn quanh phòng sản phụ. Trên các giường là sản phụ và những thiên thần tí xíu trong bộ sơ sinh tinh tươm đa sắc màu. Những người đàn bà vừa vượt cạn đang được chồng và người nhà nâng giấc đến tận chân răng, chân lông, ai ai cũng hân hoan rõ trên nét mặt ánh nhìn chỉ chị một mình con cũng không được ở bên cạnh mẹ cảm giác cô quạnh xâm chiếm người đàn bà bất hạnh chìm vào nỗi niềm riêng chị nằm không nhúc nhích mặc những giọt mặn mỏi từ con tim tan nát tuôn tràn lăn xuống hai bên mang tai người ta thông báo thằng bé được chăm sóc đặc biệt ở phòng hồi sức và không bao giờ chị được thấy con thằng bé ra khỏi bụng mẹ không bằng cái cách vốn thường tình mà tất thầy trải qua nó đi hết kiếp người nhanh quá chưa kịp có cái tên riêng một ca phẫu thuật vừa để cứu cả mẹ cả con được quyết định vào phút chót của ca trực phòng đẻ trong ngày không có người nhà chị tự ký đơn đồng ý và cam kết không khiếu kiện gì sau phẫu thuật cuộc mổ đẻ nên thuốc gây mê truyền vào đến khi vừa đủ để chị không thể cử động thì người phẫu thuật đã bắt đầu đường rạch hải nhi phải được lấy ra khỏi mẹ khi sản phụ chưa mê chị rơi vào trạng thái mất cử động nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo chị vẫn nghe tất cả những tiếng va chạm nhau dù rất khẽ của panh của kéo chị cảm nhận con dao mổ chọc mạnh rồi kéo xiết trên da thịt lưới dao mổ đang xiết đang nhai nhá nhằng nhằng lên da thịt rát đến tận ruột đau buốt thấu tận xương hình như da thịt chị đang bị đôi bàn tay ai đó banh ra bụng chị như bị xé toạc rồi chọc ngoáy ấn dí đau như ruột gan bị đứt ra từng đoạn, đau đến tột cùng của sự đau đớn. Nước mắt chị tuôn chảy nhưng không làm sao để cất tiếng kêu, không làm sao mà dãy đạp. Giá mà vùng dậy được thì chị sẽ đạp bật những cánh áo blue trắng đang vây quanh bàn mổ. Chị chưa từng bị đau như thế bao giờ. Các cụ bảo đau như đau đẻ, tức đau đẻ là cái thứ đau nhất trên đời. Chị đã từng đau đẻ khi sinh thằng Quang cuộc đẻ lần ấy không thấm tháp gì với những cơn đau của cuộc mổ sống lấy thai lần sinh này. Cùng với những cơn đau xé ruột gan của dao mổ, của panh kéo trà lên da thịt chưa dừng là tiếng oa oa yếu ớt ngắt quãng như ai oán dỗi hờn của sinh linh bé bỏng. Chị chìm vào cơn mê, không kịp nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần. Tiếng khóc đầy ẩn ức của Hải Nhi vừa lọt lòng mẹ như cái cật nứa cứa và tâm can chị suốt cả phần đời còn lại chị mang thai con đủ tháng đủ ngày chỉ tại không có cơn co tử cung chỉ là mổ đẻ tại sao con chị lại chết sao nó phải chết những câu hỏi về đứa con bị chết yểu không chịu buông tha găm chặt trong đầu người đàn bà vô phúc cái chết tức tưởi oan trái của đứa con làm người mẹ trẻ khủng hoảng tinh thần chị bị stress thần kinh chị bị chấn thương nặng sau cuộc mổ đẻ sau này cứ mỗi lần nhìn thấy hình dáng tấm áo bờ lu trắng là tim chị lại đập loạn xạ. Chị hoảng hốt, tay chân bùn rùn muốn khuỵu xuống như người mắc bệnh tiểu đường bị tụt đường huyết cấp. Trạng thái xì chết nặng kéo dài nhiều năm. Đến độ chỉ nghe ai đó nói bệnh viện là chị đã buồn nôn, thậm chí là nôn ọe. Chị sợ màu trắng và những bộ blue bệnh viện. Từ sau cuộc đẻ mất con, không bao giờ chị vào bệnh viện thăm người đẻ. Ca mổ đẻ gặp biến cố, lấy thai nhi ra rồi chị bị băng huyết, máu ồ ạt chảy, tràn cả ra ổ bụng, cả ca trực lo cứu sản phụ. Đứa trẻ sơ sinh vừa lôi từ trong bụng mẹ ra, tơ hơ ngọ quậy trên bàn sơ sinh, nó bị bỏ quên, không vệ sinh, không tã lót, hài nhi xấu số hết chịu nổi cái giá lạnh bên ngoài bụng mẹ, nó tái xanh tái xám, đờ ra cho đến khi một áo trắng quay lại phát hiện. Nếu những người trong ca mổ hôm đó không vì cứu chị, bỏ quên đứa trẻ sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ bấy mềm như con nhộng giữa trời mùa đông thì nó đã không bị cảm không bị cảm thì đã không phải đưa vào khu chăm sóc đặc biệt liệu ca mổ không tắc trách không bỏ quên thằng bé thì chị có mất con không chị đưa đơn ly hôn chồng chị chạy trốn khỏi sự cay nghiệt của bà mẹ chồng chạy trốn số phận hầm hưu của mình dần dần chị gượng đứng dậy làm lại cuộc đời bằng chính bàn tay cần lao và nghị lực hơn người chị đã vượt lên chính mình, thắng căn bệnh trầm cảm sang chấn tinh thần kinh nặng mang đến, bươn bả nuôi con ăn học. Chị vượt qua tất cả sống được đến hôm nay cũng là nhờ vịn vào thằng con tật nguyền của nhà họ Nguyễn Xuân và người em gái độc thân. Nói thêm về cô em gái của chị, cô đã cự tuyệt tất cả đối tượng khác giới đòi đám cưới. Cô không ghét đàn ông nhưng quyết liệt từ chối hôn nhân. Lý do ư? Thấy chị gái bất hạnh, cuộc đời chị gái từ lúc bước vào hôn nhân khổ quá nên cô em sợ đến độ chấp nhận cuộc sống độc thân cô ngầm hứa với mình sẽ cùng chị gái nuôi dưỡng chăm sóc thằng quang như vậy cũng đủ để trải nghiệm cuộc đời làm mẹ của một người đàn bà hai chị em cùng nhau nuôi dạy về già sẽ trông vào nó may sao thằng quang chỉ bị khuyết tật tí ti trí não thì rất ổn nó ngoan ngoãn chăm học chăm làm việc nhà không nhớ từ lúc nào thằng quang cũng đã gọi gì là mẹ còn gì hơn thế nữa. 18 năm sau, bà nội thằng quang chết, chị đưa con trai về chịu tang bà nó. Cho đến tận lúc này chị mới quay lại ngôi nhà chất chứa một quãng đời làm vợ làm dâu đầy tủi hận. Trong đám tang bà nội, thằng quẻ, Nguyễn Xuân Quang, đứa con trai tội nghiệp thiếu tình yêu của bố, nghèo tình thương của họ hàng bên nội đã phải thay bố nó mặc áo xô, chống gậy đứng đáp lễ trước ban thờ vong bà mẹ mất đúng lúc con trai độc nhất của bà bệnh trọng. Ông giáo đã bỏ dạy học, phải nghỉ chế độ một cục từ mấy năm nay. Cơn nhồi máu cơ tim không kịp cấp cứu đã mang bà mẹ đi đúng lúc ông giáo bệnh phổi giao đoạn cuối. Giờ chỉ ngồi thở và họ cũng không đủ sức. Sau 18 năm tan đàn sẻ nghé, chị mới về lại nhà chồng. Tuy không còn phải gánh trọng trách của người dâu trưởng nhưng tất cả thủ tục ma chay an táng bà nội thằng Quang chị vẫn lo liệu chu toàn hoàn tất việc đưa bà nội về nơi an nghỉ cuối cùng, thằng Quang bảo mẹ, mẹ cho con ở lại nhà để hương khói cho bà nhé. Ừ, nhưng còn việc học của con thì sao? Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng để mẹ không thất vọng về con. Mẹ trả bảo rồi sẽ đến lúc con sẽ phải quay về nhà. Con nghĩ giờ là thời điểm con phải về nhà mẹ ạ. Bố con thì mỗi ngày một yếu, cũng cần có người chăm sóc. Mẹ biết rồi, ai bảo gì đâu chồng chị là người đàn ông nhu nhược không chính kiến và vô tâm nhưng ông ấy là bố thằng quang chị ngăn cản thì vô tình đẩy con phạm tội bất hiếu với cha nó thằng quang phải chăm sóc bố báo hiếu công sinh thành thì việc học của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng bây giờ thằng quang vẫn tuổi ăn tuổi học tuổi ngủ và cả tuổi chơi tuổi lớn việc chăm sóc người ốm nặng hương khói cúng cơm bữa hàng ngày cho người mất mà đổ lên đầu thằng bé thì khổ nó quá phải làm gì đây phải làm thế nào để giúp con đây? Chị có thể bỏ chồng và đã bỏ chồng nhưng còn con chị, nó bỏ sao được bố nó chứ? Để thằng Quang về chăm bố nó thì mẹ phải xa con. Chị suy nghĩ mông lung, thêm một đêm chị không chợp mắt. Chị đã trải qua một đêm dài hơn tất cả 6.570 đêm trong 18 năm ôm con chuyển chỗ ở, nay đây mai đó. Cả đêm không ngủ mà sáng ra chị thấy tỉnh táo lạ thường. Chị thu xếp gói bọc áo quần mẹ, áo quần con, chăn màn cả giường con, giường mẹ. Chị nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ sáng. Thằng bé bảo cho bố ăn sáng và dâng hương cúng bà xong nó sẽ về lấy áo quần đồ dùng sách vở. Sao giờ chưa thấy đâu nhỉ? Chị vừa chợt nghĩ thì thằng Quang phóng xẻo chiếc xe máy vào khoảng sân hẹp của khu nhà trọ tầm tầm. Chiếc xe second hand chị mua cho con đã 3 năm nay. Phần thưởng khi nó đỗ đại học vẫn y như khi mới được chính chủ sang tên dựng xe sát tường căn phòng hai mẹ con thuê từ ba năm nay. Thằng Quang nói, con chào mẹ. Vào nhà thấy túi to túi nhỏ, bao gói chất chồng đầy sàn nhà thằng Quang hỏi. Gì mà nhiều thế hà mẹ? Thuê xe chở hết đồ đi, mẹ cũng sẽ về bên đó với con. Ôi, thật tuyệt, con yêu mẹ nhất trên đời. Mắt thằng Quang sáng lên vì sung sướng. Nó ôm chầm lấy mẹ, con yêu mẹ lắm luôn. Như chợt nhớ ra, Thằng Quang hỏi mẹ, thế còn nhà trọ, mình chả luôn à mẹ. Người mẹ chỉ ừ, nét mặt chị chả thấy biểu hiện vui hay buồn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Lão Khuếch, tác giả Nguyễn Khương Trung. Nghẽ thì Lão tên là Khuyết, có lần mẹ Lão bảo thế, Lão được sinh ra trong một đêm răng không tròn bà đỡ người làng lấy ngay cái đặc điểm ấy của răng rời đặt thành tên. Nhưng bà nội không đồng ý, tên ấy cuộc đời sau này sẽ không được may mắn. Thôi, gọi nó là thằng cu khuy ếch, khuy ếch là tấn tới đấy. Bà bảo vậy, thế là lão mang cái tên ấy. Khuy ếch hay khuyết cũng vậy cả, lão nghĩ. Lão không tin cái tên lại liên quan đến số phận con người ta chỉ vớ vẩn. Rõ đồng bóng quá, ở đời lão ghét nhất cái từ phó cứ theo suy diễn của lão thì đây là một từ chỉ hạng chuyên làm cái công việc phụ giúp không đáng kể ở đời sao lại cứ phải là phó vươn lên chứ trong lão đang sôi sục cái sự không chấp nhận nhưng mà khổ cái từ khốn nạn này lại cứ bám giết lấy lão bởi thế lão cay cú hằn học hay tại ghét của nào rời trao của ấy lão đâm phân vân ông rời kể cũng ác ít chữ thì ít nhưng lão hiểu quá đi chứ, con nói rời mà chỉ là cái anh cấp phó, cũng cứ là đời đời đứng sau thằng khác. Không tin thì cứ mang chuyện cổ kim ra mà xét sẽ thấy ngay. Này nhá, cái nhà bà cụ chắc thôn thượng xưa nay làng xóm vẫn nể trọng chứ gì. Lão cười khẩy, trọng vì người ta kém hiểu biết, vì ngu. Với lão, hạng ấy không bao giờ là cái thá gì nhá. Gia phả dòng họ ấy còn rành rành ra đấy. Ông Đỗ Đức kể đỗ phó bảng khoa thi năm kỳ sửu thời vua Minh Mạng Triều Nguyễn. Thế mà làng xóm lại nhắn lên rằng danh giá lắm, vẻ vang lắm. Rõ là cạn nghĩ, lão đã nghiên cứu kỹ rồi, tìm tòi hỏi han chán ra rồi. Phó bảng chẳng qua cũng chỉ là cái danh được lấy thêm của anh đã qua kỳ thi hội, nhưng chưa đủ điểm thi đỉnh. Thêm mà lại bảo rằng danh giá, rõ khổ cho cái sự rốt, thi hội. Thi đình là gì thì lão cũng chẳng cần biết. Mà biết làm gì, khi cái nhà anh kia chỉ do người ta thương, người ta lấy thêm, hỏi rằng còn danh giá cái nỗi gì. Lão nghĩ vậy và, coi thường. Rồi đến anh phó lý trong làng nữa, đúng là cái chân long tong, chuyện mộc thì chẳng được giữ, cũng là la hét cho oai vậy chứ mọi quyền hành, bổng lộc, lý trưởng nó nắm hết, và còn bao nhiêu cái phó khác, nghĩ thêm não ruột, đến như cái anh phó thường dân theo cách nói của nhiều người bây giờ thì thật mỉa mai hết chỗ nói. Đúng là cái lối ngụy biện theo kiểu chọc đầu thì mát để tự an ủi. Nghĩa là, đối với lão tất cả các loại phó ở đời đều soàng xĩnh, chẳng đáng mặt, thế mới khổ. Lão không ưa thì nó cứ dính vào, dính chặt như bị quết nhựa mít mới ác chứ. Lão ức lắm, thiên hạ thối mồm, mà thối thật, cứ mở miệng là gắn lão với phó nọ, phó kia công bằng mà nói thì ngày trước, tức là từ cái ngày lão chưa nghĩ mình đã thành cán bộ, lão không ghét cái từ phó. Đã có một thời gian thật dài lão rất khoái từ này, ấy là cái thuở mà đầu con để tròn, theo cha ngược xuôi đi đóng cối cho thiên hạ. Cuộc đời thì bãi bể nương dâu, con người ta có thay đổi, âu cũng là cái lẽ thường, đây lại là sự tấn tới, đáng quá đi chứ. Lão chợt nhớ đến câu nói của bà nội ngày xưa, lão thấy mừng và quyết định bỏ hẳn nghề đóng cối gia truyền phấn đấu, chuyển mình thành cán bộ. Đời cũng buồn cười, nhiều sự đến với người ta cứ bất ngờ như gió rời. Khi ý nghĩ này đến với lão cũng vậy, tình cờ, rồi ạt à ảo như cái nhà cô mít trên mạng ngược thuở trước. Lão ớ ra, rồi, bị mơn trớn, khuất phục. Nói là đã một thuở lão khoái cái từ phó bởi lão không thể quên được cái cảm giác thinh thinh khi lần đầu được người ta gọi là anh phó. Lúc ấy, tự nhiên lão thấy mình đã nhớn lắm, và oai nữa, nhà lão nghèo, cụ thân sinh ra lão đã truyền dạy rằng, đóng cối là nghề gia truyền, là cái cần câu cơm của dòng họ, đời đời con cháu phải gắng mà gìn giữ. Cũng như lão, cha lão đã từng theo ông nội ngược xuôi, ăn mòn bát đũa thiên hạ, để rồi, đến một ngày nào đó trở thành bác phó cối đĩnh đạc, tương lai của lão đấy. Lão hiểu cha mình nghĩ vậy, dù muốn hay không, đời lão cũng chẳng thể khác được. Nghề gia truyền mà, cha lão bảo, nghề này không giàu được, nhưng cũng chẳng lo bị đói. Thế là đời cứ thinh thinh, cha con lão lùng lẳng đồ nghề, rong ruổi ngược xuôi. Lão cũng chẳng được học hành gì nhiều, chỉ đến lớp ba, biết đọc, biết viết, kiếm cơm thiên hạ được rồi cha lão khoát tay phán thế tuổi thơ của lão cũng giản đơn những dụng cụ vật liệu của bác phó cối vương vãi khắp nhà đồ chơi của lão đấy được cái lão cũng sáng dạ những thanh gỗ làm cầu và tay say những mảnh răm cối chất thành đống to lù lù thỉnh thoảng mẹ lão lại quần quật khuôn ra phơi vào những ngày nắng đẹp để chống mốc đồ chơi của lão đấy những thứ đó qua tay lão đã biến thành cân cầu gỗ thành xe cút kít và những cái cù bán hoặc đổi lấy khoai lang nướng của bọn bạn cùng xóm. Nghĩa là trong lão các tố chất để trở thành anh phó cối giỏi, xem ra hoàn chỉnh lắm. Cha lão mừng, xong lại tặc lưỡi, hẳn rồi, vì nó là con nhà nòi. Dạo đó lão bằng lòng với mình lắm, đời lúc nào cũng thấy vui. Thỉnh thoảng lão lại gân cổ ca vọng cổ, mặc cho người ta bảo nghe lão ca như mèo rên. Người đầu tiên gọi lão là anh phó, lại là một cô gái mới chết người chứ bởi vậy lão mới không thể quên cái cô mít ấy hễ động cười là hai mắt tít lại mà lại rất hay cười người đâu mà vô duyên lão chẳng ưa cô ta cũng giống như quả mít tròn nần nẫn được mỗi cái nước da trắng đó là những ý nghĩ đầu tiên về cô mít khi cha con lão đặt túi đồ nghề xuống nhà cô khi nghề lão nó vậy đến nhà người ta tá túc dăm bữa nửa tháng đóng xong cái cối lại cắp nón đi nhà khác. Lão cho đó là cuộc đời thanh thang, phóng khoáng. Này nhé, miền ngược miền xuôi, lên rừng xuống biển, cho đến tận những hang cùng ngõ hẻm. Biết tất, chả thanh thang là gì. Chiều xuống, tắm rửa xong, ngay ngắn đâu đấy rồi bắn điếu thuốc lào. Từ từ ngửa cổ mà nhà khói lên rời mới khoan khoái làm sao. Rồi gia chủ bưng mâm lên, cứ thong thả mà nhâm nhi chén rượu bên hiên hay hầy gió đời thế là nhất đấy vô tư đi có lẽ lại không vô tư được rồi sự này tại cái nhà cô mít mít là cô gái đầu tiên gọi lão là anh đã đành nhưng không phải đơn giản chỉ có thế hình như cô còn có tình ý gì khác anh phó cối dần dần thấy thế mà có tình ý thật cô hay liếc trộm tít mắt cười anh phó bỗng dưng thấy lóng ngóng lòng dạ thì trộn rộn cả lên thế này là thế nào thì ra cái nhà cô mít cũng không vô duyên như anh tưởng Bây giờ anh lại thấy thế thì có chết người ta không chứ? Cái nước già kia mới trắng làm sao? Đúng là trứng gà bóc. Đây lại như một phát hiện mới của anh Phó. Là thật. Đôi má thì cứ hồng mãi lên. Trên khuôn mặt tròn vành vạnh. Mà đôi mắt khi cười như quên tất cả. Trước là vô duyên. Giờ anh lại thấy ưa nhìn mới hay chứ? Thế là yêu rồi đấy. Có thể chính anh Phó chưa biết. Nhưng chúng ta thì lạ gì cái trò dai gái khi đã nhìn nhau kiểu ấy khi yêu người ta phải làm gì nhỉ? sao lại cứ thích ôm cái rắc rối thế? rõ hay nhỉ? thôi, không bàn nữa. chuyện ấy phức tạp lắm. hãy để mắt đến anh phó của chúng ta, một gã tục tử, giản đơn. xưa nay gã chỉ quen nhìn và sở thấy những cái có thật, những gì thuộc về cao siêu chiều tượng, dành cho kẻ khác nhá. bởi vậy trước một cô mít tròn chỉnh, cái đầu thô thiền của gã đã nhen nhúm những ý nghĩ dung tục gã đã thấy những cái ôm chặt một thân hình nầy nảy, phốp pháp, với đôi cánh tay quen cầm cư và vồ rắn chắc này. Thôi thì phải biết, phe này có đứa sẽ lên mây nhá. Những vật rất cụ thể trong nghề, nào là thớt trên thớt dưới, nào là ngưỡng cối và lỗ cối, cũng luôn gợi cho gã những ham muốn nhục dục rất cụ thể. Trong lòng anh phó sự thèm khát cứ được đẩy mãi lên, cô mít lại cứ tít mắt cười. Làm gì mà chẳng chết, khi đóng xong cái cối cho nhà cô Mít, anh Phó cũng kịp đóng chặt cô Mít vào đời mình. Thế rồi một đám cưới vội được tổ chức. Khi cô Mít đã mang thai hơn ba tháng, ông bà thân sinh ra anh Phó ức thằng con dài lắm, nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh Phó tất tả mang cô Mít về xuôi. Thế là, anh đã thành ông bố khi chưa tròn 19 tuổi. Cái gia đình ấy cứ lặng lẽ trôi, trong sự tảo tần của một bác Phó cối. Kể thì cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng đời đâu có đơn giản thế. Đơn giản thế thì con gì là đời đúng không? Một bữa nọ, lão khuy ếch bỗng dưng thấy vô nghĩa. Nếu ngày nọ tháng kia qua đi chỉ mãi thế này, có lẽ cần một biến đổi. Biến đổi thế nào? Biến đổi ra làm sao thì lão cũng chưa biết. Nhưng rõ ràng trong lão đang thôi thúc cái sự ấy. Nó cứ âm ỉ, lớn dần. Và mọi rắc rối của cái gia đình này cũng bắt đầu từ đấy. Sáng nay, lão khuy ếch không ra chợ như mọi ngày. Cái sắc cốt cán bộ, chiếc loa tay và tấm băng đỏ vẫn được trịnh trọng đặt trên mặt bàn. Dạo này lão hay tức tối và cáu kỉnh thì có, nhưng không đeo sắc cốt. Vác loa ra chợ thì quả là một sự lạ, một sự không bình thường. Dù mệt mỏi, dòng gió lão vẫn đi chợ này thiếu một cán bộ như tôi thế nào được. Lão thường bảo thế, bà khuy ếch cũng nhận thấy thế, bởi vậy nên bà mới thấy lạ mới phải thận trọng lão vẫn im lặng ngồi đấy mặt khó đăm đăm bà khuy ếch rón rén bưng tô mì đặt cạnh bộ ấm chén của lão len lét hỏi ông không ra chợ à sư chúng nó ngu lão tức tối nhát gừng như đang nói với chúng nó bà lặng lẽ lui ra không dám hỏi nữa lâu này vẫn thế lão hay tức tối mà những lúc ấy thì nhà này phải biết đừng có ai động đến lão từ ngày trên mạng ngược theo lão về đây bà chỉ quẩn quanh với công việc cửa nhà và sinh con cho lão thấm thoát đã chín mặt con bà cũng đã có dâu có rể cũng đã mấy năm rồi lão cấm tiệt không cho phép đứa nào xuôi ngược đóng cối cho thiên hạ bỏ ngay cái nghề này đi lão quát lên lão đã quyết định phải thay đổi thời đại điện tử ai người ta còn đóng cối say tay có còn thì họa chăng cũng chỉ vài vùng heo hút trên mạng ngược những là đi lại cũng đủ chết, theo có mà chết đói. Lão nói như giảng dạy cho cả nhà, là người chẳng biết một chữ mô tê mù tịt nào, kinh tế lại phụ thuộc chồng. Bà chỉ biết nghe và phục tùng lão, lâu dần thành quen, bà biến thành con người thụ động, an phận, ngày trước thì cũng chả sao, bà chỉ việc sinh con, vun vén cửa nhà, êm ấm chán, từ ngày ông bỏ hẳn nghề đóng cối, xác định rằng mình đã thành cán bộ chuyện nhà cửa nó cứ phức tạp thế nào nguyên do cũng bởi tính khí ông ấy hay bực dọc cáu gắt suốt ngày bà biết thế nhưng cũng chẳng làm gì được chả lẽ là cán bộ thì cứ phải cáu gắt thực ra bà cũng chẳng biết gì nhưng qua lão bà thấy cán bộ quan trọng và oai lắm chả thế mà khi còn là ông phó cối lão vô tâm là thế rõ là cái lão ruột để ngoài ra đi thì thôi hễ ở nhà thì suốt ngày đánh độc chiếc quần đùi lúc nào cũng hề hả như người trẻ được cái đanh, trả dầu nhưng nhà cửa lúc nào cũng cứ là vui như Tết. Dạo này là thật, tính nết lão cứ khó dần lên, nhiều lúc lão hậm hực như người bị đòn oan. Hỏi, lão cũng chẳng thèm giả nhời, bà thấy hai hãi, nhà cửa thì đã đành bà phải thu dọn gọn gàng. Những tờ giấy khen lão lồng khung kính treo khắp nhà thì bà phải đặc biệt chú ý. Ngày nào cũng phải lau chùi cẩn thận, đây là danh dự của gia đình cán bộ. Lão nghiêm mặt dạy thế. Những đồ nghề đóng cối lão quẳng đi hết. Lão rất kiêng kiết từ phó. Bà thấy thế. Ai cứ thử lỡ mồm xem. Biết tay lão ngay. Mà thiên hạ cũng ác. Lão càng kiêng, càng nổi khùng. Họ càng khoái chí thì phải. Cứ để kia phó của lão ra mà gọi. Nhất là bọn choai choai. Chúng cứ làm như vô tình ấy. Rõ là đồ đều cáng. Quân mất dạy công bằng mà nói thì trong bộ quần áo tề chỉnh với chiếc sắc cốt bên hông cái băng đỏ và chiếc loa cầm tay trông lão cũng oai lắm cũng đâu đến nỗi nào sao lại là cái ông phó khuy ếch ngày trước được ông ấy rùa chúng nó thối mồm cũng đáng bà có ý bênh vừa nhấm nháp tô mì lão vừa tức tối với những việc xảy ra ngày hôm qua lại thêm một cái cấp phó nữa mới ác chứ lão lẩm bẩm sao cái từ chết tiệt này cứ gắn vào đời lão Ngày còn làm anh thợ cối đã đành, người ta gọi lão là anh phó, bác phó, rồi ông phó. Đương nhiên rồi, đấy là từ xưa nay thiên hạ đã gắn vào cái nghề ấy. Lão chẳng chấp, từ ngày ra làm cán bộ, lão mới thấy được cái năng lực thật của mình. Thật quý quá, cấp trưởng của lão thì ra quái gì, mà lại nhỉ, sao mình cứ phải làm cấp phó. Đầu tiên là cái anh tổ phó, tổ đồng hồ điện, số là khi xã này mới có điện cứ vài chục hộ gia đình phải dùng chung một đồng hồ đo nhẽ ra lão phải là tổ trưởng vì đồng hồ đặt ở nhà lão lão quản lý chứ ai thế mà lão cũng chỉ được giữ cái chân tổ phó sau cái nhà ông hoạch tổ trưởng lão thấy vô lý nhưng bước đầu cứ tạm chấp nhận tính sau dầu sao cũng đã có cái hơi hướng cán bộ lão nghĩ vậy và từ đó lão đã bắt đầu thấy mình oai cứ dăm bữa nửa tháng lão lại cho triệu tập một cuộc họp tổ điện. Một tay lão đứng lên điều hành, cái nhà ông Hoạch mang tiếng là tổ trưởng, nhưng thử hỏi đã làm được cái gì? Cả mấy chục con người chứ ít đâu, cứ là một phép, răm rắp nhá. Khi thì xét cho một nhà nào đó được mắc thêm vào công tơ này, lúc lại tính toán sổ sách, công bố số tiền phải nộp hàng tháng của từng hộ. Lão nhắc nhở, phê bình, giải quyết tất cả thắc mắc của các hộ. Đầu ra đấy, lão thấy mình quan trọng lắm rõ là lão đã thành cán bộ cán bộ cái từ lão đã từng mơ thấy nó vận vào mình này hóa thật quá tuyệt mình đã thành cán bộ ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại mơn trớn khiến cho người lão cứ lâng lâng nói bỏ quá cho nó còn lâng lâng hơn cả cái ngày mới quen nhà cô mít lão còn thấy nó khác xa với cái cảm giác thênh thênh của anh phó cối ngày trước thế mới là đời chứ Cuối cùng thì thiên hạ cũng khối kẻ phải ngước lên mà nhìn mình lão khoái lắm. Lão bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là cách ăn mặc, đi đứng và sự nghiêm nghị. Lão thấy mấy ông cán bộ đều thế. Ít nhất là vẻ bề ngoài cũng phải khác dân thường lão thấy cần phải vậy. Nhưng cái bàn tay quen cầm cư và tính hay bông phèn của anh phó cối nhiều khi phản lão. Đôi lúc quên, trở lại cái tính khí cũ, lão cứ giật mình thon thót hình như có những kẻ dám cười cợt mình. Lão đã nghe đâu đó những từ phó hấp, lão cán bộ chúng tôi. Đây là câu lão hay dùng khi làm việc, để nhấn mạnh cái vị thế cán bộ của mình. Nhưng không sao, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Lão tự an ủi. Mà đấy, lão lần lượt được giữ những chức vụ nào là phó thôn trung, phó ban an ninh thôn trung, phó ban quản lý chợ chùa. Đến cái phó thứ ba thì lão giật mình. Thế này thì không được. Thế này thì quá lắm, tại sao lão cứ phải là phó? Hay cái từ chỉ nghề nghiệp gia truyền của Tổ Tông đã vận vào cái thân lão? Lão đâm cầm cái nghề ấy, lão bứt rứt, tức tối. Nghĩa là vợ con lão tha hồ mà gánh chịu sự cáu bẳn. Thiên hạ thì rộng lớn thật, nhưng đã có câu, đèn ai nhà ấy dạng. Người nhà lão thì cầm chắc phải chịu sự tức tối. Còn thiên hạ, có lẽ là những trận cười, con mụ bún gánh chiều qua mới ngang ngạnh làm sao biển cấm sờ sờ đấy, thế mà nó đặt ngay gánh hàng trước cổng chợ, ngang nhiên bán. Lão dùng loa, yêu cầu gánh hàng vào chợ thì nó thớ lợ. Thôi mà, cán bộ cho em ngồi đây đi. Cán bộ chúng tôi đã nói là không được. Lão cương quyết. Cán bộ gì? Có mà cái loại phó hấp, cái loại phó hấp hái, nó xe xé, rồi ngang nhiên gánh hàng đi. Lão điếng người trong tiếng cười của bao nhiêu người, cả một chiều bực bội buổi tối, trong cuộc họp đại hội những người cao tuổi thôn chung, lão lại được đại hội tín nhiệm bầu làm chi hội phó. Thế này thì quá lắm, lão hực lên ngay trong cuộc họp rồi bỏ về. Đó cũng là cái nguyên nhân, tại sao sáng nay lão không chịu vác loa ra chợ. Lão khuy ích đang vơ vẩn buồn, thằng cháu nội học lớp 2 mới chạy về đến đầu ngõ đã cười toe toét, khoe tướng lên. Ông ơi, hôm nay cháu được cô giáo cử làm tổ phó tổ một lão tựa cây, há hốc mồm nhìn theo thằng bé. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên gió Mộc Miên, tác giả Lê Hà Ngân. Nụ lớn lên xinh đẹp nổi tiếng cả một vùng, trai phố huyện thường đạp xe qua ngõ nhà nàng. Có công tử nhà giàu đi chiếc Peugeot láng cóng thường ngây người nhìn nụ mỗi khi đi học về một mai hắn nhờ bà thím họ đánh tiếng muốn cưới nụ về phố huyện nắng xuân non trên chùm hoa bưởi ngát tóc thể thanh nữ nụ dừng rưng trước sự rào đón của trai phố huyện nhưng xính lễ vẫn đưa tới nhà vì mẹ nụ đã bằng lòng tháng hai nhuận đa xuân rét lộc gió mùa trời răng sương như ngà say sông bạc khói phủ gió thổi mạnh hoa gạo xoay xoay rớt theo cánh gió hoa đỏ tựa dáng trời in bóng mặt nước cá đói mồi hớp bóng hoa. Ông bồi hồi nhìn hàng gạo cổ thụ rêu mốc đổ bóng xuống chiều. Tháp gạo khổng lồ thắp lửa giữa trời xuân như hút lấy ánh nhìn mệt mỏi của ông. Vài con bói cá biếc xanh vù xuống mặt nước rồi lại vút lên cành hoa gạo la đà mặt sóng. Nhìn cánh hoa đỏ lênh đênh trôi như mảnh vỡ của thời gian khiến ông thẫn thờ thở dài. Đời người bóng câu qua cửa sổ, già hết cả rồi hàng gạo già nua và ông cũng còm cõi theo thời gian. Tiếng còi xe hơi đầu bến sông khiến ông giật mình. Bóng người đang thoăn thoắt leo cầu tre cùng tiếng gọi rồn ràng quen thuộc phá đi cái tĩnh mịch của chiều đỏ khiến ông phải hấp háy đôi mắt. Ai đấy, nhẫn nha mà đi kẻo ngã xuống sông thì khổ. Tiếng cười giòn sảng khoái. Con đây mà bố, năm nay hoa nở đẹp quá. Có đông khách đến chụp không bố? Bố vẫn khỏe chứ? U con đông mà bố có một mình nhận ra người quen ông mỉm cười khuôn mặt nhăn nheo giãn ra vui sướng bà nhà tôi vào trong làng nhờ rời tôi vẫn mạnh chú đi đâu mà vắng thế mấy năm nay mới trở lại nơi này đêm nay chú ở lại đây uống rượu nhé tôi mới đó được con chuối sộp hoa to lắm tí nữa tôi hấp lá xà ông con mình đưa cay nói chuyện vui đáo để nhỉ nhiếp ảnh ra mỉm cười mở túi sách lấy chai rượu vò gì nút lá chuối và gói chè đặt vào tay ông lão vâng ạ à, con biếu bố uống cho vui trẻ móc câu bạch tuyết con vừa đem trên hà giang về đó bố ạ à. cái này mà uống đảm bảo ngọt giọng còn chai rượu này tối nay ông con mình hàn huyên anh ôm máy ảnh chạy theo hàng gạo dài ven con sông hoàng hôn đỏ tráng lệ gió xuân là lướt tạo nên khoảnh khắc hoa vi rượu say cơn mưa hoa anh tự hài lòng vì góc chụp hoa đẹp đến mê hồn. Màu hoa đỏ cháy giữa khói chiều, ma mị đẹp trong ống kính của nghệ sĩ, cơn say hoa khiến anh bơi theo hàng gạo cho đến khi bóng tối đã phủ đầy bến sông. Anh vội vác máy quay lại căn lều của vợ chồng ông lão. Mùi thơm quyến luyến, bếp lửa rực hồng, cá hấp xả nồng nàn, đĩa nhộng tầm ngậy ngát lá chanh. Nụ cười hiền hậu của bà lão đã níu kéo nhiếp ảnh ra xà vào mâm rượu ấm áp. Và, anh biết đêm nay anh sẽ không thể rời khỏi căn nhà của người coi hàng gạo cổ giữa miền sơn Nam Hạ. Đêm chìm trong tĩnh lặng, sông trở mình vì tiếng cá ăn đêm. Vài cánh chim kiếm mồi rít từng hồi lanh lảnh. Đêm vắng càng vắng hơn. Cuối dòng sông chập chờn le lói ánh đèn của người đi bỏ đó đêm. Chén rượu này vơi thì chén kia lại đầy. Ông chạm môi vào chén vò di ngát hương mà như chạm vào niềm ân tứ. Đôi mắt người già ngả say, giọng kể nhỏ đều như lời độc thoại nội tâm. Thi thoảng, ông lại lên tiếng hỏi, chú còn thức được nữa không? Thức để nghe hết câu chuyện của lão già này nhé. Nhiếp ảnh ra cũng ngà ngà vì anh đâu uống được nhiều nhưng vẫn say sưa lắng nghe câu chuyện của chủ nhà. Chiều cuối năm rét cắt ra cắt thịt, hoàng hôn xám loang trên con đường đồng không bóng người qua lại anh bộ đội bước thấp bước cao nhấp nhô chiếc ba lô bạc phách, mệt mỏi lê bước chân vượt con dốc cao. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy hàng gạo ven sông, những cây gạo quen thuộc được ông nội anh trồng dở giả nua trong bóng chiều. Hàng gạo đã gắn bó với tuổi thơ anh mỗi mùa hoa. Anh nhớ như in bóng của kiên nụ hàng xóm thường tha thần theo anh ra cánh đồng nhặt từng sợi bông gạo, hàm răng xuống, má lúm đồng tiền của cô bé hàng xóm vẫn thì thầm vào tai anh. Anh ơi, em muốn có cái gối bằng bông gạo lắm. Khi nào quả gạo khô nở tung bông, anh cho em theo ra đồng với nhé. Em muốn nhặt thật nhiều bông để nhồi một cái gối. Nếu nhiều hơn em sẽ làm một chiếc áo bông thật ấm và nhẹ. Em nghe người lớn bảo nếu được gối đầu lên chiếc gối bông gạo thì mình sẽ gặp nhiều may mắn. Anh mỉm cười cái lý lắc rất đối ngây thơ của cô bé. Hai anh em thả trâu trên cánh đồng, ngước mắt nhìn một trời hoa đỏ lắng nghe con sáo mỏ ngà chí trách mổ trên cành hoa thiên đường của anh là đôi mắt trong veo của cô bé tám tuổi đội vương miệng hoa đỏ trên mái tóc non tơ tháng ba hoa gạo gọi trời tháng ba anh uống những lời yêu thương tháng ba sắc tím hoa xoan vương trên đường làng thì anh có lệnh nhập ngũ mụ chưa kịp thành thiếu nữ với giấc mơ tìm đủ sợi bông gạo để làm thành chiếc áo tặng anh thì anh đã phải vào chiến trường chẳng kịp từ biệt cô bé nhà bên anh đâu biết được cô đã khóc nức nở sau dậu dâm bụt, không dám ra gặp anh vì tối qua mẹ cấm. Này, nghe Bu dặn này, mày đừng có khóc lóc ý ôi gì trước mặt anh Thuận nghe không. Tao nghe nói đợt này anh ấy đi bê đấy, anh mày vào chỗ đạn lửa, mày không được khóc. Người ta kiêng, để anh ấy đi chân cứng đá mềm và còn về nữa chứ. Bu đã thổi bơ gạo nếp đỗ xanh cho anh ấy mang theo ăn đường. Mày đừng ra tiễn nữa nhé, Bu là Bu cấm tiệt nghe chưa trẻ con khóc lóc ỉ ôi dối lòng người đi xa, nhớ chưa? Mụ cắn chặt môi không khóc nhưng mắt đỏ hoe, tiếng nấc trong lồng ngực thơ dại cứ ập qua trì trực trào ra. Mỗi lá thư gửi về nhà anh đều hỏi thăm cô bé nhà bên nhưng sao chả thấy hồi âm. Đi qua bao chiến dịch ác liệt, nhờ phúc ấm tổ tiên hôm nay anh được trở về nhà với một chân gỗ bước thấp bước cao. Hàng gạo rụng lá đóng đinh vào gió bấc, anh bồi hồi nhìn thấy cái bóng giật giở quanh gốc gạo, tiếng cười hăng hắc điên dại cất lên, anh dùng mình ớn lạnh, tiếng than khóc của người đàn bà réo gọi tên anh nghe thật gần và thật quen thuộc, ôi anh Thuận ơi, sao anh không về với em, anh Thuận ơi, em khổ lắm anh biết không, tiếng hở khóc, bóng trắng ẩn hiện quanh hàng gạo, không hiểu sao anh không còn sợ hãi nữa mà tim nhói đau một cái gì đó như vô hình đưa anh lại gần bến sông có cây gạo to nhất bình tĩnh anh lấy chiếc đèn pin trong túi cóc ba lô ánh đèn bật sáng rọi thẳng vào khuôn mặt người con gái đang hở khóc tiếng khóc im bặt đôi mắt điên dại mở to chăm chú nhìn khuôn mặt người lính đội mũ sao vàng hốc hác đang tái đi vì cái lạnh của gió bấc cô gái trẻ điên thất thần chú bộ đội ơi chú có gặp anh thuận cháu không anh thuận vẫn nhặt hoa gạo kết hoa cho cháu cài đầu chú bảo anh ấy về với cháu đi cháu nhặt đủ bông gạo rồi cháu sẽ làm chiếc áo cho anh thuận cháu hu hu anh thuận ơi sao anh không về với em tiếng khóc xé gió buốt làm tim tái tê anh đau đớn khi nhận ra cô gái điên chính là nụ con bé nụ hàng xóm nhà anh không chết người trai nơi khói lửa mà em sao lại điên dại thế này nụ ơi chiếc áo bông bộ đội được cởi ra khoác lên vai người con gái điên trong chiều gió buốt. Anh Thuận về rồi đây này, nụ ơi, bình tĩnh lại đi em, ta về nhà nào. Ánh mắt ngây dại nhìn anh đăm đắm, đôi vai người điên như là đi trong vòng tay gầy guộc của người lính Trường Sơn. Họ rời hàng gạo trong giá buốt, chậm chuỗi bước chân của người lính ấy cũng đưa được nụ trở về ngôi nhà xưa. Nụ lớn lên xinh đẹp nổi tiếng cả một vùng trai phố huyện thường đạp xe qua ngõ nhà nàng. Có công tử nhà giàu đi chiếc pơ rô láng cóng thường ngây người nhìn nụ mỗi khi đi học về. Một mai hắn nhờ bà thím họ đánh tiếng muốn cưới nụ về phố huyện. Nắng xuân non trên chùm hoa bưởi ngát tóc thể thanh nữ. Nụ rừng rừng trước sự rào đón của trai phố huyện nhưng xính lễ vẫn đưa tới nhà vì mẹ nụ đã bằng lòng. Trước khi đêm đón dâu, mặc nước mắt con gái ướt đầm cánh tay áo, bà vẫn đay nghiến, bu cấm mày khóc nữa nhé mắt sắp sưng bằng quả bàng rồi đấy người ta là chỗ giàu có sang trọng con về làm dâu nhà họ thì ăn trắng mặc trơn không phải lo đến bát cơm manh áo thời buổi loạn lạc chiến tranh tên bay đạn lạc biết đâu mà chờ đợi rõ trẻ con đã hứa hẹn gì đâu mà khóc lóc chờ đợi bu là bu cấm ra cái hàng gạo trồng ở ngoài đồng làng nhé yếu bóng vía ma nó theo về thì khổ cả đời đấy con ạ à. bu chửi thì kệ bu Sáng hôm sau, trời còn đẫm sương, nụ đã chạy ra đồng làng. Cả một trời hoa đỏ đẹp tới não nùng trong lòng nàng. Hoa gạo đỏ thắp lên nỗi nhớ ra giết. Nước mắt cứ òa ra như suối. 36 cây gạo đã bị bom đánh trụi ba cây. Gốc gạo ứa máu thấm đen lại. Nụ đi hết hàng cây. Không hiểu sao tới chỗ cây gạo to nhất có cô dân quân bị trúng bom ở đó thì không đi tiếp được nữa. Nụ cứ luẩn quẩn bên gốc cây và cười si dại đôi bàn tay múa lên họ nhà trai tới đón dâu thì cô dâu mất tích mẹ và họ hàng chạy ra cánh đồng thì nụ đã ngây dại và luôn miệng gọi anh thuận ơi bà đau đớn ôm lấy con đám cưới bị hủy bỏ tháng bao hoa đỏ rụng bờ đê có một người đi mãi chẳng về dòng hoa đỏ cứ chập chờn trong tâm thức nụ nhưng cái tên thuận thì luôn được nàng gọi lên trong chan chứa yêu thương đám cưới của anh thương binh thuận và cô nụ điên được cả làng đến mừng nụ như tỉnh hẳn cơn mơ ngoan hiền xinh đẹp bên thuận hai đứa con trai lần lượt ra đời vườn cây ao cá bố mẹ để lại cùng tiếng trẻ bi bô học bài hàng đêm làm nụ ngày càng đẹp ra cuộc sống đã mỉm cười với họ khi cả hai đứa con đều vào đại học thằng lớn tốt nghiệp xong lại vi vu nơi xứ người chúng gửi của về biếu bố mẹ nhà tầng sân gạch tường hoa vật dụng không thiếu gì để huệ, sung túc bao kẻ ước ao không có được ấy vậy mà dân làng hạ lại bất ngờ thì thảo to nhỏ cái nhà ông thuận bị điên hay sao mà nhà cao cửa rộng không ở lại ra cánh đồng làm túp lều mà ở rõ giờ hơi làm đâu không làm lại dựng lều dưới gốc cây gạo to đẩy ma kinh quá cơ chứ sống với người không thích lại cứ thích ở với ma mặc lời ra tiếng vào ông thuận kệ Chiếc vó bè được thả xuống sông Chiếc võng dù ông mang từ trường Sơn Về kéo kẹt trước cửa lều Bà nụ cũng ra ở cùng chồng Vì sợ ông mỗi khi trái gió trở rời Thằng cả không bằng lòng Thằng hai cũng bực mình Khi đánh xe về thấy nhà cửa vắng tanh Chiếc xe hơi đã phóng ra tận kia lều Của bố mẹ Tiếng nói như van xin Còn lại bố mẹ đấy Nhà cao cửa rộng không ở Bố mẹ ra đây làm gì Mang tiếng cho chúng con bố không sợ dân làng cười chê là chúng con bất hiếu à bà nụ ngùi ngùi nhìn con trai nhưng ông thuận thì cười sảng khoái các anh đi tây đi tàu nhiều làm sao mà hiểu được cái thú của tôi với mẹ anh đấy anh xem từ ngày mẹ anh theo tôi ra đây bà ấy khỏe ra đấy cái chân thấp khớp không còn đau nữa nhé cái bệnh đau đầu cũng như mất hẳn điều đặc biệt là nơi đây chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ của bố mẹ gặp nhau yêu nhau rồi bật tín nhau nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau bố mẹ biết ơn bến sông hàng gạo cổ nơi này các con ạ à, nói đến đây ông ngừng hẳn dường như có bí mật nào đó chạm vào Huyền Linh giọng ông nhỏ dần và im bặt đôi mắt xa xăm trôi về miên thức nắng kia mưa rào bọn tôm rào nơi cửa sông theo nước lợ vào đông lắm trời vào khuya ông thuận vác đó đi dọc con sông thả xuống Hy vọng sẽ có bữa tôn giáo đỏ au uống rượu chưa mai, nhưng lạ kỳ thay dưới những gốc gạo đèn lồng rực sáng, bóng đèn lồng chập chờn hư ảo, từng đôi trai gái đang tình tự, họ mặc áo tứ thân, thắt khăn mỏ quạ, tiếng cười giòn giã vui vẻ và thật kỳ lạ khi ông nhìn lại phía cây gạo bị sét đánh lại thấy bóng cô dân quân đội mũ tai bèo đang gục đầu vào vai anh bộ đội những lời âu yếm dịu ngọt theo gió xuân thoảng vào tai ông rất rõ ông ngây người trong cảm xúc háo hức đến lạ kỳ cái cảm giác sợ hãi không còn nữa ông đứng ngắm họ một cách say mê trai thanh gái lịch dìu giặt âu yếm tình tự cả một khoảng trời đẹp đẽ rực rỡ trong mắt ông chỉ khi tiếng gà gáy sáng ông mới bừng tỉnh bóng đèn lồng tản dần hàng gạo lại im lìm trong gió sớm Tiếng chim đi kiếm ăn trở về tổ lại bay qua cánh đồng nhắc nhở ông nhớ tới những đó tôm thả ven sông. Bần thần vác từng đó tôm ướt dòng về ngồi trước cửa lều, ông gọi khẽ không ra hơi. "Bu nó ơi, bà Thuận ơi, dậy đi, tôi bảo cái này." Tiếng nói hốt hoảng khiến bà nụ cũng ngạc nhiên và nhìn thấy những đó tôm của ông đầy ắp hơn mọi khi rất nhiều thì bà ngẩn người bối rối hỏi chồng, "Nhà làm sao mà cập dập vậy?" mà làm sao hôm nay tôm vào đó nhiều vậy? Toàn con to thôi. Tôi chưa bao giờ thấy ông kiếm được nhiều tôm thế. Chỗ này dễ đến hơn yến tô mấy chứ. Đưa mắt sợ sệt của ông nhìn về phía hàng gạo đầy huyền bí. Rồi ông chắp tay vái về phía hàng gạo. Đêm qua tôi gặp người đời xưa. Họ về đông lắm bà ạ. À. Toàn trai thanh gái tú. Họ mở hội dưới tán gạo đông vui vô cùng. Họ còn tình tự hò hẹn nữa tôi chưa bao giờ được gặp cảnh vui tươi như thế. Bà, nhìn chồng ngây dại, bà đưa bàn tay ấm đặt lên trán chồng, dặn chồng nằm nghỉ. Bà chạy u về làng, bà vội vàng bắt con gà trống to, đu nước làm thịt, vào chum gạo nếp múc mấy bát thật đầy nấu nồi cơm nếp. Hối hả, bà chạy về nhà mở cổng hái rổ cam và tạt qua chợ mua mấy đinh tiền vàng, cơm nếp chín tỏa hương thơm, gà luộc uốn hình cánh tiên đặt lên mâm xôi. Tiền vàng hương quả được chia làm ba lễ, bà đặt dưới hàng gạo mâm xôi, con gà. Không quản ngại, bà đội thêm hai lễ tới cây gạo bị sét đánh giữa đồng, rồi không quên mâm lễ và chai rượu cùng tiền vàng đặt dưới chân cây gạo mồ côi xa tít tắp. Cây gạo có từ thời ông thân sinh bà còn sống. Nghe người già dẫn tích lại rằng có gã thầy thuốc người tàu đi qua vùng này nhìn thấy cây gạo to mồ côi giữa đồng, trên thân cây có nhiều cây tầm gửi gã mừng rỡ vác bao và dao trèo lên cây gạo. Bàn tay của kẻ làm thuốc bắt gỡ những cây tầm gửi ném xuống gốc. Và, không ngại ngần, con dao sắc của kẻ buôn thuốc thoăn thoắt lột vỏ cây gạo cho vào bao. Cụ gạo mồ côi ứa nhựa như nước mắt nến trong cái nhìn hề hà của kẻ kiếm được món lợi. Nhưng, kỳ lạ thay, gã người tàu không bước lên đường trở về mà lại bước xuống sông. Cả người và bao vỏ gạo chìm nghỉm Phúc 70 đời nhà gã là có ông đi đánh ống lươn gần đó đã cứu sống. Nhưng cái mồm gã thì méo sạch và tay thì bị liệt luôn. Nhớ tới đó, bà Thuận dùng mình, đặt mâm lễ xuống gốc cây, bà vái lại thành kính. Con lại các thần linh, con lại ông tiền chủ bà tiền chủ đất này, con lại các tôn thần cai quản ở khu vực này. Chúng con nên vợ nên chồng cũng từ nơi đây. Chúng con yêu bến sông này, yêu hàng gạo cổ vợ chồng con chỉ xin được cuối đời ra dựng túp lều nơi bến sông này sống với thiên nhiên cỏ cây, chăm sóc hàng gạo cổ với tấm lòng thành kính không dám đơn sai. Nước mắt rơi, đôi bàn tay vái lạnh, lòng đầy thành kính. Bà về nhà nhìn rồ tôm to, miệng lầm bẩm Sao lại được nhiều tôm thế này? Chắc là đông các vong linh tề tựu nên đó nhiều tôm phải không ông? Xua xua đôi bàn tay, ông thuận giảng giải. Chuyện nào ra chuyện ấy, bà đừng mê tín quá mấy tuần nay hoa gạo rụng nhiều hoa ủng ra phân hủy trên mặt nước phù du nảy nở nên tôm cá ùa về ăn thôi bà ngại ăn thì cứ mang ra chợ bán hết cho tôi nhé tiền ấy sau này tôi có việc cân bà thuận ngần ngại nhưng rồi cũng cắp rổ tôm tươi ngon ra chợ chiều buông bà bắt ông dọn dẹp về làng nhưng chỉ mấy ngày sau lòng ông lại như có lửa đốt ông như không chịu được cái ngột ngạt của ngôi nhà mái bằng không chịu được cái kín cổng cao tường bể thế mà hai thằng con trai thiết kế cho thợ xây lên kiên cố cho cha mẹ ở đêm ông không ngủ được khi nghe tiếng cãi nhau của hàng xóm vì mất con gà mái chiều qua ông thèm nghe tiếng tôn rào búm trăng thèm nghe tiếng chấu chuộc trên dòng sông thèm được nghe tiếng lộp độp của những bông gạo rụng nơi bến sông vắng mùi bùn ngai ngái mùi hoa rành rành đầu hồi nhà thèm cái không khí ngát hương của hoa cỏ đêm tháng ba ông bật dậy cầm đèn pin trở về ngôi lều ngoài cánh đồng bên những hàng gạo cổ thân thương nơi đó có dòng sông có những đêm trăng bời bời ông bà ngồi tí tách chuyện trò thâu đêm bên ấm trà thơm ngát ông quen với khung cảnh nơi đây nơi mối tình với bà tuổi ấu thơ nhen nhóm và cũng là nơi ông gặp lại bà gặp được mối duyên lành tưởng đã đứt gãy ai ngờ có hậu đến thế khi bà lành bệnh sinh cho ông mấy người con ngoan ngoãn thành đạt hiếu thảo nơi đây ông thấy vô cùng thoải mái với cuộc sống thôn dã lồng lộng sông nước cây cối hữu tình bà thấy ông ra bến sông ở thương chồng một mình nhỡ đâu trái gió trở trời cái chân cụt có bề gì thì sao mai sớm bà lại lúc cúc đi tìm ông và bà lại cùng ông đêm đêm ngắm nhìn khoảng trời rực sáng dưới gốc gạo lắng nghe lời ngọt ngào tình tự của bao đôi lứa ở làng kéo nhau ra ngồi tâm sự dưới trăng khuya. Các con mỗi lần trở về nhà thăm bố mẹ, ngạc nhiên thấy bố mẹ khỏe hơn ngày trước rất nhiều. Còn hàng gạo nơi bến sông nhập nhoạn âm dương qua lời đồn thổi nên những cây gạo không bị bọn trộm vỏ đến bóc nữa. Người ta nhổ lúa đi trồng cải để vườn cải nở hoa vàng rực cánh đồng. Người ta thuê máy xúc móc đầm trồng sen. Thiên hạ lũ lượt về thuê vườn, thuê đầm chụp ảnh thiên hạ đua nhau làm nhiếp ảnh ra nên hàng gạo rực thắm thắp một trời cổ tích của ông bỗng nhiên có giá cầu tre qua sông được bắc lên khách nườm nượp kéo về quán nhỏ bán bánh đa kẹo lạc nước chè dưới gốc gạo của bà không lúc nào vãn khách mùa tiếp mùa năm qua năm sáo mò ngà dẫn nhau về mở hội trên những cây mộc miên được ông thuận trồng nối dài khắp ven sông chiều này rét nàng bân tê tái và buốt giá hoa mộc miên rụng tơi bời phủ lên túp lều nhỏ ven cánh đồng. Những cánh mộc miên lênh đênh giọt buồn, mưa mộc miên ngùi ngùi, gió mộc miên đỏ như màu máu tiễn đưa một người vừa nằm xuống. Màu đỏ của hoa thắm trên nấm mộ của người suốt đời gắn bó với hàng gạo làng quê. Sau đám tang của ông Thuận, người ta tìm thấy cuốn sổ nhỏ ông để trong chiếc ba lô lính. Những tờ giấy ố vàng ghi chép tỉ mỉ từng ngày người đến chụp hoa gạo cùng số tiền thu được cuốn sổ tiết kiệm cùng đồng lương thương binh và tờ di trúc ông thuận gửi lại cho các cụ phụ lão trong làng ông thuận thiết tha nhờ các cụ hãy trồng thêm những hàng gạo để bến sông quê nơi cánh đồng làng ngày một đẹp hơn xanh tươi đầy sức sống hơn và cũng để phòng khi hàng gạo cổ lâu năm qua đời thì có hàng gạo mới tươi non thay thế tháng ba năm sau hoa mộc miên thắm đỏ bến sông quê nhiếp ảnh ra lại dẫn những cô nàng yếm thắm tới chụp ảnh người ta nhớ ông thuận nhớ chiếc cầu tre cũ của ông nhớ quán danh nhỏ nơi bà thuận bán nước bà thuận thì đã theo con trai về hà nội để lại căn lều cho các cụ phụ lão trông coi hàng gạo dân làng hà vẫn thì thầm với nhau rằng những đêm chờ trời, trời người ta vẫn nhìn thấy trai thanh gái tú thắp đèn lồng dưới gốc gạo tự tình nhập nhoạn âm dương chả biết đâu mà lần cụ lão trông cây còn nói là nhìn thấy cả ông bà thuận nữa chả biết đúng hay sai nhưng nhiếp ảnh ra thì ngỡ ngàng khi thấy những cây mộc miên non mới trồng năm trước đã thất thoáng vài búp hoa đỏ thắm trong nắng xuân. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên những vạt hoa màu tím tác giả Lê Trương Thúy Diễm, nàng 23, chính xác là 21 tuổi mấy tháng, cuối năm mới đầy 22 tính theo dương lịch. Ấy vậy mà ông thầy bói cứ quả quyết 23, ngày nào má cũng hối chuyện lấy chồng, vì lứa như nàng đứa chồng, đứa con, tay bổng tay bế, rõ khổ, lấy ai, ai lấy, nàng không biết, má chắc chắn lại càng mơ hồ má đâu hiểu rằng trái tim nàng từ lâu đã phong kín bởi những đóa đậu biếc khô. Phải rất lâu nữa những đóa đậu biếc này mới rụng xuống để cho trái tim những nhịp đập hồi sinh. Nghĩ cũng lạ, hồi mới ngấp nghé tuổi 17, cũng nhiều chàng để ý, liếc mắt đưa tình, nhưng liếc dọc, liếc nghiêng nàng cũng kệ, không hồi âm, động đậy, có lý do hết. Nàng phải lòng anh, một chàng cán bộ máu nghệ sĩ, ba ngày quân phục trình tề, tối ôm đàn hát hò viết nhạc làm thơ người ta ghẹo ông cán bộ mà bay bổng giữ nghề tay phải tay trái gái nào không mê phải mê nhất là nàng phan cứng nhà ở kế bên bước qua giàn hoa đậu biếc ngăn cách nhà anh với nàng âm thầm tím rực bất kể nắng mưa tháng ngày dạo trước má thấy trong người hay lo âu mất ngủ nghe đầu trên google có phương thuốc uống trà nấu từ hoa đậu biếc giúp giảm căng thẳng bớt mệt mỏi mà còn tăng cường sức khỏe buồn ngủ gặp được chiếu manh ngay bên hàng rào một loài dây leo thân thảo mang công dụng má cần vậy là chiều chiều nàng đều dành một khoảng thời gian để hái dược liệu cho má anh hơn nàng nhiều tuổi họ gọi nhau bằng chú xưng em thường ngày khi xóm vắng bắt đầu lên đèn mới nghe anh tằng hắng lấy giọng thức chọn đêm nay để nhớ thương em bữa nọ ngày nghỉ không quân phục lên cơ quan nên mặt trời vừa gác núi đã nghe tiếng anh đàn quái oăm tiếng đàn hôm nay tự dưng phát ra ngay dưới giàn đậu biếc thay vì vong vẳng xa xa như ngày thường bên kia hàng rào nàng đang thong thả đón những vạt hoa màu tím đựng trong cái rổ con con bỗng giật mình trước tiếng hát ngọt như mía lùi mọi hôm chỉ thưởng thức tiếng được tiếng mất nay tận tai nuốt trọn từng lời sao mà không giật mình cho được. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình thức trắng đêm nay. Những ngón tay anh điêu luyện trên dây đàn, hòa với lời ca của tuyệt phẩm, trông anh như gửi vào đó bao nỗi niềm, ký ức. Nhạc sĩ Giao Tiên chứng kiến được khoảnh khắc này có khi phải vỗ tay tấm tắc hài lòng. Mãi mê hết bài ruột, anh không để ý đến cô nàng nhà bên từ nãy ngần ngơ bay bổng cho đến khi tiếng vỗ tay như quán tính cất lên anh mới ngại ngùng gãi đầu ủa em đứng đây lâu chưa từ khi chú thức chọn đêm nào đó để nhớ thương em nàng cũng tinh quái biết nói dỡn làm anh càng thêm ngại ngùng vào nấu cơm để má la đó cô để giấu cái má đỏ ửng như vừa được đánh má hồng anh cười nhắc nàng kheo khéo tay vẫn không ngớt gãi đầu chú hát hay vậy phải làm ca sĩ mới phải mai chú lại ra đây hát nữa nha. Không đợi anh trả lời, nàng vội vã trở vào nhà với cái rổ con con đầy những hoa tím. Hoa đậu biết không có mùi hương đặc trưng như hoa hồng nhưng sao nàng nghe thơm lượng một mùi ngọt ngào, say đắm. Ngày lại ngày, hôm sớm hôm tối, tiếng hát không còn văng vẳng xa xa mà đều đạn cất lên đúng cái bờ rào phủ phê leo trèo của dàn hoa đậu biết. Sao chú cứ hát mãi cái bài nhớ người yêu ấy, chán phèo. Nhớ thì đến gặp cho xong, nàng thắc mắc, gương mặt thanh tú của cô thiếu nữ tuổi 18 ngây ngô, tinh nghịch với đôi mắt hai mí tròn xoe giữa đôi hàng mi đen dày, hình ảnh ấy vẫn vương trong tâm trí anh, bất kể đêm ngày, bất kể trong mơ hay đời thực những ngày tháng về sau. Những lúc anh đi làm nhiệm vụ, hình bóng kia lại xuất hiện để cổ vũ anh, để anh an lòng vì một hậu phương mong ngóng. Trái tim anh chính thức ra lệnh, anh đã yêu nàng má dần dần cũng khỏi, số lần nàng đi hái dược liệu giảm dần, nhưng tần suất nàng đến bên giàn hoa đậu biếc vẫn trung thành như trước. Ngày nghỉ, có khi lại nhiều hơn. Rồi anh chủ động những tin nhắn cho nàng, thoạt tiên là những dự định tương lai, dần giả dạ đến chuyện cuộc sống, rồi thì những lời yêu thương chớm nụ bắt đầu và tăng lên như màu hoa đậu biếc điểm tô trên giàn. Họ đổi danh xưng như mấy cặp tình nhân khi nào bất ngờ không ai biết. Từ ngày làm cầu nối cho mối lương duyên, giàn đậu biết như mừng vui bung nở. Hoa mới nở màu xanh dương đậm, dần dần ngả sang tím như đôi trai gái khẽ khàng đắm mình trong thứ tình cảm gọi là tình yêu. Giàn hoa trông vô chi mà tội tẩy trời. Họ ngượng ngùng những lúc tình cờ gặp gỡ, vội vã trao cho nhau ánh mắt làm xuyến sao đối phương rồi vở đi như hai kẻ bình thường, trông họ như một chuyện tình vụng trộm thứ gì lén lút lại càng trở nên hấp dẫn tiếng hát của anh xưa đã ngọt nay có thêm chút hương vị của đôi lứa lại càng ngọt ngào và tha thiết hoa đậu biết làm cầu nối tiếng hát tiếng đàn nuôi lớn tình cảm lứa đôi còn phương tiện chính để gửi trao những lời thương nơi đáy lòng chính nhờ vào chiếc điện thoại họ đang ngụy trang trước những ong ve nơi xóm giềng và sợ sợ đối diện với vô vàn những chất vấn xung quanh nhất là má của nàng còn với nó có gì không gì là gì hở má ngụy trang đến mấy cũng khó qua mắt được má làm sao má không nghi ngờ theo dõi khi đứa con gái đang tuổi đẹp như trăng tròn ngày ngày ra dàn đậu biết say sưa nghe ông chú bên kia ca mãi một bài nhớ người yêu sao không bị khả nghi mỗi lần lén lút nhắn tin rồi cười tủm tỉm với cái màn hình điện thoại ấy thế là má biết chuyện má cấm cấm tuyệt đối lý do khiến ai cũng khó chấp nhận chứ huống chi một đứa bướng bỉnh như nàng nhà người ta giàu có công việc đàng hoàng mình không xứng con lại còn nhỏ sắp tới phải lo học hành sao cho tử tế kiếm cơm no đủ hãy tính thời buổi nào mà còn cái môn đăng hộ đối đó nữa má ơi má nói không là không cái má hối hận không kịp sau những nhiệm vụ ở cơ quan anh vẫn đều đặn đàn hát những đóa đậu biếc vẫn lặng lẽ nở như người đắm say chẳng còn đứng đó. Một ngày, hai ngày rồi lại ba, nàng mất tâm khó hiểu, tin nhắn chỉ đã gửi âm thầm không chút hồi âm. Anh khổ sở, lo lắng, lục tung mọi ngóc ngách tìm nàng. Một tuần trôi qua, nàng buồn, buồn nhiều và dữ dội, giam hẳn mình trong nhà. Nàng soạn một tin nhắn thật dài, lấy hết can đảm mà bấm sen. Trên màn hình, chiếc avatar tròn của anh rơi xuống thể hiện trạng thái đã xem bên kia anh đang soạn tin nhắn soạn rất lâu nhưng những ngày về sau nàng vẫn không nhận được hồi âm anh viết gì sao anh chẳng gửi câu hỏi day dứt trở đi trở lại trong lòng nàng tiếng đàn hát cũng không còn thiết tha văng vẳng hoa đậu biếc vẫn nở nhưng trông nó cứ buồn buồn rũ rượi nàng sắp rời quê đến một thành phố xa hơn 500 km để học tập. Trước ngày lên đường nàng một lần nữa giật mình bất chợt em ơi đừng bao giờ nói chia lìa sẽ làm tội nghiệp anh lắm đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Anh, giọng hát mà dù có đứng giữa đại dương ngàn trùng nàng vẫn có thể nhận ra, không lẫn vào đâu được. Cái bài nhớ người yêu ngày nào nàng phát chán mỗi khi anh nhai đi nhai lại đã bắt nàng trả giá. Làm sao chạy đến bên giàn hoa đậu biếc? Không nàng muốn chạy thẳng đến bên anh, ôm chầm lấy anh, để nói cho anh biết nàng yêu anh đến nhường nào. Lòng nàng cũng chẳng muốn rời xa anh, nhưng thực tại lúc nào cũng phú phàng. Mẹ nàng đang loay hoay chuẩn bị hành lý, bà căn dặn đứa con gái bé nhỏ đủ điều. Con còn nhỏ, phải học hành cho xong có công ăn việc làm ổn định đã, rồi con sẽ gặp được người xứng đáng với mình. Một ngàn lẻ một ghế sách chạy quanh trong tâm trí nàng chỉ để gặp được anh nhìn thấy bóng dáng người con trai hết mực quan tâm nàng nhưng tất cả đều đầu hàng số phận đành ngậm ngùi giả vờ mặc kệ mặc kệ cái chàng trai trồng cây si thế là nàng đi nụ cười tiếng hát tiếng đàn của anh cũng đi cùng nàng trong tâm trí ba năm trôi qua nàng vẫn miệt mài sách vở nơi phố thị anh vẫn lặng lẽ cống hiến trước những nhiệm vụ thiêng liêng anh vẫn hỏi han nàng qua từng tin nhắn nhưng đáp lại là sự rừng dưng ngoài ý muốn nhưng có lý do của nàng. Những hồi âm cứ thế ít dần, dòng thư thoại trở nên cụt ngùm. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo, chỉ có hai ta đã lệch nhịp một chút. Trên Facebook cá nhân, chiếc avatar bóng lưng chàng trai nhìn xa xăm khi hoàng hôn vừa gác núi đã mấy năm nay của anh đổi hẳn sang ảnh chàng trai nhìn thẳng vào ống kính, tay mân mê chiếc cà vạt trên cổ. Điều khiến nàng dừng lại thật lâu là đôi mắt anh. Đôi mắt có chút buồn buồn dù nụ cười tươi tắn trên môi. Lòng nàng thắt lại. Anh thật đẹp trong bộ quần áo chú rể lịch lãm đượm một chút phong trần. Quán tính lướt điện thoại vô thức trước những tin lá cải xưa này của nàng biến mất. Còn lại đó một vết xước thật đau bên ngực trái. Anh kết hôn. Vợ anh lớn hơn anh 2 tuổi, là cô giáo trong huyện, nhận được tin từ má, không quá bất ngờ vì nàng như vừa rơi xuống vực thẳm sâu hút, chưa hoàn hồn. Bài nhớ người yêu ra giết, văng vẳng bên tai. Ngày đám cưới anh, giàn đậu biếc ủ rũ dù mới được tắm mát bằng những giọt mưa đầu mùa. Giọt sương vẫn còn động lại, vẫn vương trên từng nụ hoa héo úa như giọt lệ chớ trêu trên đôi má nào. Nàng thả xuống một dòng bình luận bên dưới chiếc avatar, chúc mừng anh, thật hạnh phúc anh nhé. Đôi khi tình yêu là đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc trạng thái ấy ngấu nghiến tâm can nàng. Mấy tháng sau ngày anh cưới, nàng tốt nghiệp rồi về nhà. Giàn đậu biếc năm nào đã thay bằng sắc tím của những đóa bằng lăng. Nàng bước đến bên những nhánh hoa thủy chung, lòng hoài niệm dây dứt về những vạt hoa màu tím, về bài hát nhớ người yêu và những lời thương xưa cũ. Tình yêu nàng dành cho anh vẫn lảng vảng đâu đó trong sâu thẳm đáy lòng. Đúng là sự đời nước mắt soi gương càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều. Bờ rào được răng bằng lưới sắt kiên cố. Bên kia nhà, qua những kẽ lá, một gia đình nho nhỏ vui cười trong tiếng bập bẹ của trẻ thơ. Trên những đóa bằng lăng, còn bươm bướm đơn độc đập cánh liên hồi tìm mùi thơm hoa đậu biếc, quay gót chân vào trong, lòng nàng sao xác Bên lưng đồi, nắng đã dần buông. Quý vị thính giả thân mến! chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại